Ê hai ca chép ơi, không xồn đợi mình chút nghe. Vô xin phép bà xã rồi mình đi liền. Em ơi, anh đi văn câu với bạn nghe. Em ở nhà dễ thương nghe. Ủa, đi đâu mà chỉnh tệ quá vậy ha? Thì đi văn câu chứ đi đâu mà em hỏi. Anh đi sao chị nhà anh kia? Anh đi hết đêm tới sáng là về liền. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Hỏi gì mà hỏi hoài. Anh nói rằng anh đi văn câu. Phải văn câu không? Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh trống ào ào, trống ào ào. Sao mà nghi quá à? Em hỏi anh sao đi văn câu. Anh đi làm ăn mà em hỏi như vậy. Anh trống xuồng, anh đi văn câu. Phải không đó? Cây thú chiêu giao nơi cánh đồng sâu. Sao nghe sóng rì rào gió dạt dào. Thôi anh đi nghe. Chưa có được đi. Trời thanh gió mát ca cánh câu quấy đuôi gọi nhau. Văn câu hoài mà không thấy con cá nào hết à. Nửa đêm văn câu anh ngước lên có buồn gì sao. Anh đi văn câu chứ đi với ai đâu mà em hỏi hoài. Dèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu. Nói nghe cũng được đó. Nhưng mà nè, xuồng bè tí teo, sóng gió lên phải quay về mà. Anh quay về liền tới sáng thôi à. Em hỏi anh văn câu ra sao. Đúng lắm em ơi. Anh thả mồi anh đem câu văn. Phải không đó? Anh đem câu văn con cá nào ăn. Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Quá à. Em hỏi anh văn câu vui không? Có một sĩ mà nướng một con là hết ý nghe em. Anh nói rằng anh vui sao không? Một sĩ hay một câu? Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo xuống lòng, như sáo xuống lòng, như sáo xuống lòng nè. Ở nhà không có đi đâu hết nè. Ê hai cái kép ơi, thôi mày qua mày rủ thằng Tư cá rô đi đi. Tao đau quá mẹ ơi. Ôi trời. Em hỏi anh đêm nay đi đâu. Hỏi hoài nữa. Anh đã nói rằng anh đi văn câu mà. Không, không có tình. Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh trống ào ào, giống ào ào. Biết không? Em hỏi anh sao đi văn câu. Anh đi mần ăn lớn mà em hỏi nữa. Anh trống xuồng anh đi văn câu. Em không có yên cái bụng đâu. Cây thú tiêu giao nơi cánh đồng sâu. Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào. Thôi kỳ này cho anh đi nghe. Chưa có đi được đâu. Đời thành do mặt cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Trời thanh gió mát hả? Cho em đi với nha. Nửa đêm văn câu ăn bước lên có nguồn gì sao. Không được đâu, mưa bất tử em bệnh đó. Dèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu. Cái gì nói cũng được hết à. Nhưng mà nè, xuồng bè tí teo, sóng gió lên phải quay về mà. Quay về liền tới sáng thôi à. Đúng lắm nghe em, một con ba ký nghe. Anh thá mồi anh đem câu văn. Không có tin đâu nha. Anh đem câu văn con cá nào ăn. Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Nghi quá à. Em hỏi anh văn câu vui không? Vui lắm chứ em. Anh nói rằng anh vui sao không? Vui quá hả. Anh vui sao không như cá. Xong. Như sáo xuống lòng, như sáo xuống lòng. Ông xã nè, cho đi đó. Ê, hai ca chép ơi. Con sáo sổ lòng, con cá ra sông. Chờ tao đi với mẹ ơi. Anh Đình Văn ơi, lúc nãy Thảo thấy ở ngoài phim trường á, anh với chị Tài Linh diễn cái gì mà vui ghê vậy anh Văn? À, Văn Nghi Linh đang dựng một cái bài hát á, mà trong đó là cặp vợ chồng ở miền sông nước miền Tây
mà người chồng đi giăng câu mà người vợ cứ nghi ngờ đi chơi không à Thảo, coi đó, đó thử đóng tấm lui hoài.